Và các bạn biết làm sao cái món này rất là ngon không? Các bạn biết rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ mách cho các bạn biết vì sao thường thường là rượu. Rượu nó làm cho cái món ăn rất là ngon. Ngày xưa mình làm bếp hoa đa phần người ta xào, người ta sẽ sử dụng một tí rượu vô để mà xào cho món rau muống hay các loại rau xào. Và bây giờ mình sẽ ứng dụng vào cái món rượu hấp này cho con gà. Đó, món này có rượu vô mình thề với các bạn luôn. Ăn rất là bắt miệng nha các bạn, rất là bắt luôn, cực kỳ bắt luôn, rất là ngon luôn. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly, chào mọi người đã đến với kênh Anh Ly BT rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món gà luộc khô nha các bạn. Thì hôm trước mình có chia sẻ các bạn gà hấp bia rồi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn gà luộc khô hay còn gọi là gà hấp rượu nha các bạn. Rồi đơn giản thôi. Thì ở đây Thanh ơi, lấy cho Đức Anh giùm miếng rượu trắng đi. Đây đây đây, đây con. Con. Rồi ok. Lấy giùm mình cái giá bút lẩu đi. Thì ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị một con gà ta ha. Là con gà này là con gà là mình chọn là 1,3 kg đã làm sạch hết. Là 1,3 kg nha các bạn. Thì con gà này cũng có 1,5 kg á, làm sạch hết còn 1,3 kg. Thì đây mình để cho nó gọn, các bạn bỏ trong cái nồi á, để cho nó gọn ha. Thì từ từ mình sẽ bỏ vào. Gà thì mình sẽ chọn gà ta nha các bạn. Ở đây là mình sẽ chuẩn bị là một ít tỏi củ nè ha, và 2 dây tiêu xanh. Mà dây này bây giờ nó còn xanh, nó lên màu đen luôn rồi. Đó, dây này dây tiêu xanh nha các bạn, 2 dây thôi. Đó, một ít tỏi củ. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ các bạn cách nếm gia vị, nêm nếm ha, gia vị ha. Các bạn cứ đi đúng công thức như mình là nó sẽ ra ha. Sẽ ra cực kỳ ngon luôn, bảo đảm các bạn cứ đi đúng công thức của mình là cực kỳ ngon ha. Món này các bạn làm ăn nhậu ở nhà cũng được mà các bạn kinh doanh cũng được. Thì trước tiên là rượu trắng nha các bạn. Các bạn mua rượu trắng cho mình nha. Rượu trắng thì mình sẽ sử dụng cái vá này là cái vá múc lẩu. Thì dung tích của cái vá này là 30 ml nha các bạn. Rồi bây giờ rượu thì mình sẽ cho một vá. Các bạn nhớ giùm mình là cho một vá thôi nha, đừng có cho hai vá trở lên nha. Hai vá trở lên thì nó sẽ hôi mùi rượu nha các bạn. Hôi mùi rượu khó ăn lắm. Một vá là nó vừa thơm luôn nha các bạn, vừa thơm cực kỳ luôn, vừa thơm vừa ngon ha. Nam ăn cũng được mà nữ ăn cũng được đó. Rồi ok, dầu ăn nha các bạn. Dầu ăn thì mình sẽ đi cho nửa vá, không đi một vá. Dầu ăn các bạn đi cho mình nửa vá cũng được. Thì các bạn nào kiên kiên á, thì ăn nửa vá cho mình. Dầu ăn là công dụng làm cho con gà mình nó sẽ bóng nha các bạn, bóng đẹp ngon đó. Rồi về nước nha các bạn, về nước lọc ha. Nước lọc thì mình sẽ đi là 200 ml nước lọc. Cái vá này 300 ml nhưng mà mình chỉ đi là gần một vá cho nên là 200 ml nước lọc cho mình. Các bạn đi 300 cũng được không sao, 300 thì các bạn hấp lửa lớn hơn một tí xíu, còn các bạn đi 200 thì các bạn đi cái lửa nhỏ hơn một tí xíu ha. Đó là vậy. Rồi bây giờ sẽ phần tới phần gia vị chính ha. Về bột ngọt nha các bạn. Bột ngọt thì mình sẽ đi là một muỗng canh bột ngọt ha, một muỗng canh bột ngọt. Đó, muỗng này muỗng canh cắn dài nè. Ha, muỗng canh nha chứ không phải muỗng cà phê đâu nha. Nhiều bạn lầm tưởng nói là muỗng cà phê lắm, mấy bạn cứ cãi không à. Thì cái đó là chuyện của các bạn, còn mình chia sẻ thì mình có sao nói vậy, muỗng canh là muỗng canh. Rồi bây giờ tới đường ha. Đường thì mình sẽ sử dụng là một muỗng canh rưỡi, một muỗng rưỡi á, một muỗng nè. Rồi thêm nửa muỗng nữa, ok, một muỗng rưỡi đường. Rồi về tương ớt nha các bạn, món này là mình phải đi tương ớt. Tương ớt thì nó sẽ lên cái màu đẹp nha các bạn. Một muỗng canh tương ớt. Các bạn nào không thích ăn tương ớt thì có thể thay dầu điều nha các bạn. Dầu điều các bạn thắng ra từ cái hạt cà ri hay còn gọi là hạt dầu điều. Đó, mình nói rất là kỹ luôn rồi đó nha. Tại vì sao mình không sử dụng dầu điều? Dầu điều thì nó cũng ra cái màu cũng giống như tương ớt, nhưng hồi nãy mình đã cho dầu ăn rồi thì bây giờ mình sẽ không có bỏ dầu điều. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ cho con gà ấy, khoan từ từ cho. Bây giờ là bắt đầu là mình sẽ khuấy lên ha. Các bạn khuấy lên như thế này, khuấy lên cho nó tan gia vị nha. Các bạn mà không khuấy, các bạn bật lửa lên á thì cái đường á nãy mình thảy đây nè, nó sẽ bị cháy cái đít ha. Hấp con gà lên sẽ bị cháy cái đít đó. Rồi bây giờ bắt đầu tan gia vị rồi đúng không? Ok, rồi bây giờ các bạn cho mình thêm một về nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ đi là một vá nha các bạn, một vá đầy như thế này. Thì một vá này là 30 ml nha các bạn, mình sẽ cho vào luôn. Nửa muỗng canh tiêu xay cho mình ha, cho con gà nó được thơm nha các bạn.
cực kỳ thơm mùi rượu luôn rồi đó, mình nghe rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho con gà vào đó. Rồi các bạn đẩy ấp về cho mình ha, ấp về cho mình, các bạn quậy lên dày. Rồi các bạn ngửa con gà lên dày, rồi các bạn quậy cho dày, mục đích là cho cái gia vị nó thấm ở trên lưng và dưới da, thấm nó không có thấm lâu ha, không phải như ướp thì nó còn thấm lâu nữa, nhưng mà cái này mình để dày để cho nó có gia vị bám bám như đây một tí, mình hấp con gà nó mới thấm. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái đầu gà vô đây luôn nè đó, rồi cho hai cái chân nè đó, rồi lòng nè, rồi gan mề rồi đó. Rồi về cái phần này các bạn hấp luôn cũng được nè, tiêu mình cho vô chung. Còn về tỏi thì các bạn cứ canh khoảng độ khoảng chừng nửa tiếng sau ha, nửa tiếng sau các bạn ấy về tỏi thì các bạn canh 15 phút, hấp con gà được 15 phút các bạn bỏ vô xào cũng được. Còn bây giờ các bạn bỏ vô luôn cũng được, nhưng mà các bạn bỏ vô á thì có nhiều bạn sẽ nói tỏi bị nó sẽ bị nát đó, 15 phút sau các bạn bỏ vô thì cái tỏi vẫn còn nguyên nha các bạn, thì 15 phút sau mình sẽ bỏ tỏi vô sau đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đậy nắp lại. Về hấp con gà này thì các bạn nhớ cho mình đậy cái nắp nó sẽ kín nha các bạn, không có dùng hở, không có hở bên đây, hở bên đây nhiều quá hơi nó ra nhiều, con gà nó sẽ lâu chín, mà con gà lâu chín thì cái nước nó sẽ cạn, là con gà nước cạn rồi mà con gà chưa chín ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên đó, bật lửa lên bây giờ là mình phải khè nè, mình khè để cho cái nước ở trong đây nó được mau sôi ha. Khi mà bắt đầu cái nước trong đây nó sôi thì bắt đầu mình sẽ tính phút đó. Đó bây giờ nước nó sôi lên rồi này các bạn đó, các bạn thấy trên nước sôi lên rồi thấy không. Giờ mình sẽ đậy nắp lại và bây giờ mình sẽ nhỏ lửa lại ha. Và mình hồi nãy là mình đi là 200ml nước, cho nên mình sẽ đi lửa nhỏ. Ok, và cái lửa của nó sẽ là nhỏ như thế này đó, thì 200ml, các bạn bỏ nước nhiều lên thì các bạn đi lửa cao hơn tí, nó bù qua sức lại vậy thôi. Các bạn canh làm sao mà con gà nó vừa chín, cái đùi da đùi nó bị tét ra đó là chín rồi đó, thì mà cái nước nó vừa cạn luôn thì lúc đó mình chia sẻ các bạn cách lên màu da ha, nó cũng giống như gà hấp bi vậy thôi. Rồi con gà này mình sẽ luộc khô nó trong vòng 30 đến 35 phút nha các bạn, canh 10 phút chở con gà một lần nha, canh 10 phút chở con gà một lần. Ok, 35 phút sau thì mình sẽ chia sẻ các bạn những cái bước quan trọng nữa nha. Rồi và bây giờ là con gà này hồi nãy giờ mình luộc cũng đã được nửa tiếng rồi các bạn, 30 phút rồi, và mình chở được nhiều lần rồi, chở cũng là 4-5 lần rồi. Thì đó, bây giờ các bạn canh nè, cái nước của nó nè gần cạn rồi nè đó, thấy chưa, các bạn hát làm sao con gà nó vừa chín là cái nước nó sẽ gần cạn như vậy là ok ha. Cái phần này hồi nãy mình khứa nè, các bạn khỏi khứa cũng được không sao hết, mà hồi nãy là mình khứa rồi. Nhìn cái con gà này các bạn thấy chưa, đó cái đùi nè nó bị tét nè các bạn, đó bị tét đùi à, là chín thịt rồi ha. Rồi bây giờ cũng làm sao, lúc này mình sẽ lên màu da để cho con gà nó được bóng đẹp hơn ha, phải lên màu. Thì lên màu thì các bạn khè lửa lên cho mình đó, khè lửa lên rồi các bạn xay con gà ha, cầm cái kẹp xay đó, xay như thế này các bạn cứ xay qua xay lại đó, các bạn xay vòng vòng vậy nè để mình lấy cái kẹp dài cái gấp dài hơn nữa đó. Thì lúc này các bạn cứ xay ha, các bạn lớn là lửa đã, lúc này là các bạn luộc là con gà khô luôn nha, khô nước luôn nha, các bạn xay như vậy thì con gà nó mới đẹp nha. Đó các bạn thấy màu da coi, con gà đẹp chưa, này để mình ấn xuống nữa ha. Món này là con gà không có lên nguyên con nha các bạn ra dĩa là các bạn phải xé thịt gà nha, thịt gà xé cho nên là con gà nó bị tét da như vậy nè, nó không sao đâu, không quan trọng, quan trọng là các bạn đi con gà nó thơm, cái da lên màu đẹp, thơm vị ngon, vừa ăn đậm đà là lụm tiền nha các bạn. Đó, các bạn cứ quay như này cho mình. Đó, rồi trở lại quay tiếp. Đó, các bạn thấy cái da gà chưa? Bóng đẹp không? Lên màu vàng vàng ha. Cực kỳ đẹp luôn. Cứ quay như vậy, quay cho con gà hết nước luôn nha các bạn. Đó, cái đít nồi nè, nó ngã màu cháy cháy rồi nè. Đó,
Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tắt lửa nè. Đó, bây giờ là bắt đầu các bạn, mình sẽ ra dĩa ha. Và cái con gà này các bạn nhớ ha, phải xé nha các bạn. Cho con gà ra nè, bỏ lên. Vàng rất là đẹp luôn, các bạn phải lên màu da như thế này nha. Rất là thơm luôn các bạn, cực kỳ thơm luôn. Anh chị nào không biết uống rượu không thì làm cái món này mình nói thiệt với các bạn cũng ăn luôn à. Không biết ăn, ăn lại càng khen ngon nữa. Đó, rồi bây giờ là mình sẽ cho cái tỏi cũ của các bạn cho lên phần này nè. Món này thì các bạn sẽ chấm với muối tiêu chanh nha, hoặc là muối ớt đâm. Muối ớt đâm ra rồi vắt chanh vô chấm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái bao tay để mà mình xé cho các bạn xem, rất là hấp dẫn luôn. À, bây giờ các bạn nhìn thấy màu da rất là đẹp luôn. Và nhìn nè, cái độ bấm nó nè, nè cái sốt của nó nè, bám vô nè. Đó, nó vàng luôn thấy không các bạn. Món này các bạn sẽ xé nha các bạn. Xé con gà ra chứ không có để về. Các bạn để về nhìn ra con gà người ta không có đẹp đâu, mà xé ra các bạn. Đây. Rồi bây giờ là mình sẽ xé cái má đùi cho các bạn xem nè. Đó, con gà nó vừa chín tới luôn ha. Đó. Rất là đã luôn các bạn ơi. Đó. Và cái đùi nè, phần da nè, rất là bóng luôn, sốt nè, cực kỳ thấm luôn nha các bạn, gia vị rất là vừa ăn luôn ha. À, món này với món gà hấp bia thì nó cũng ngang ngửa nhau 90, nhưng về cái món này nó lên màu đẹp hơn tại vì nó có tương ớt nha các bạn. Tương ớt nó lên cái màu đẹp hơn, bóng bẩy hơn nha các bạn. Và các bạn biết làm sao cái món này rất là ngon không? Các bạn biết rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ mách cho các bạn biết vì sao thường thường là rượu. Rượu nó làm cho thích món ăn rất là ngon. Ngày xưa mình làm bếp Hoa, đa phần người ta xào, người ta sẽ sử dụng một tí rượu vô để mà xào cho món rau muống hay các loại rau xào. Và bây giờ mình sẽ ứng dụng vào cái món rượu hấp này cho con gà. Đó, món này có rượu vô mình thề với các bạn luôn, ăn rất là bắt miệng nha các bạn. Rất là bắt luôn, cực kỳ bắt luôn, rất là ngon luôn. À, rồi ok. Vậy nha, lời cuối cùng Ly chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Hẹn mọi người ở những clip sau. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những clip mới hàng tuần của mình nhé.